Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mình đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ, thế giới điện ảnh Mini World đây các bạn ơi. Ôi trời ơi, trời ơi trời, muốn tắt thở luôn á. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã có một cái quyết định khá là vui bạn ơi. Bạn biết là gì không? Đó chính là hôm nay mình sẽ gọi là cosplay thành nhân vật Mini World của mình nha bạn nha. Bạn xem đây, ta-da, đây chính là nhân vật Mini World của mình nè. Và hôm nay mình sẽ cosplay thành nhân vật Mini World nha các bạn nha. Và cosplay bằng cách nào thì các bạn xem đây. Tóc của mình hiện tại là màu đen đúng không? Thì mình đã có cái quyết định là mình sẽ đi nhuộm tóc mấy bạn ơi. Mình sẽ nhuộm cho tóc của mình thành màu xanh nha. Và mình sẽ cosplay thành nhân vật Mini World của mình để ăn mừng 1 triệu subscribe anh em. Thật ra là mình đạt 1 triệu subscribe lâu lắm rồi. Và mình còn nhận được luôn cả gọi là nút vàng luôn rồi. Nhưng mà hôm nay mình mới ăn mừng. Không sao kệ, miễn là có video cho anh em xem là được đúng không? Ok. Và bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau đi nhuộm tóc thế nào. À mà quên, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Còn bây giờ thì let's go, đi thôi. Ok mấy bạn ơi, thì mình đã đến tiệm tóc rồi đây. Thì hồi nãy mình đến tiệm tóc nhưng mà mình quên mất, mình không bấm quay cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay nha. Đây bạn thấy chưa, mái tóc của mình hiện tại là nó đang được bôi một cái gọi là thuốc để tẩy tóc nữa bạn ơi. Thì cái thuốc này nó có màu vàng vàng. Khi mà nó bôi lên tóc của chúng ta thì tóc của chúng ta sẽ dần dần chuyển thành màu vàng luôn bạn ơi. Và sẽ gọi là chuyển dần dần để cho cái màu của nó gọi là hơi gọi là vàng trắng tí á. Thì khi mà chúng ta nhợ một cái màu khác lên thì nó sẽ ra được cái màu mà chúng ta muốn. Đó. Nhưng mà sao cái đầu của mình nhìn giống Son Goku quá ta. Trời ơi là trời. À quên, xin giới thiệu với tất cả mọi người, kế bên mình chính là anh chủ quán của tiệm gọi là nhuộm tóc Xin Anh mấy bạn ơi. À không, không phải là tiệm nhuộm tóc, mà phải nói đúng hơn là tiệm tóc mới đúng. Bởi vì trong đây làm đủ thứ hết á. Hey, mấy bạn ơi, cuối cùng thì cũng đã 1 tiếng rưỡi trôi qua rồi mấy bạn ạ. Và các bạn thấy cái đầu của mình đi, nó vẫn màu vàng y như vậy luôn. Này, anh chủ quán bảo rằng á, là tóc của mình khá là khỏe cho nên á, là cần phải gọi là bôi nhiều hơn để cho gọi là nó mới bay màu đen ra được, thì lúc đó mới nhuộm được thành màu xanh mấy bạn ơi. Ơi là trời, mình ngồi đây mấy tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Trời, bởi vậy mới nói tẩy tóc khá là cực mấy bạn ơi. Cho nên mấy bạn đừng quên là hãy like video ủng hộ cho mình nha mấy bạn nha. Hey. Nhưng mà nói chung thì thôi cũng phải đợi thôi. Muốn đẹp là phải đợi hiểu không? Hey, mấy bạn ơi, hiện tại là tóc của Phong đã được bôi gọi là 6 lần thuốc luôn các bạn ơi. Bôi 6 lần luôn á nha. Không hiểu tóc của Phong khỏe cỡ nào mà phải bôi nhiều dữ vậy ta. Chắc là do tóc của mình khỏe quá cho nên là phải bôi rất là nhiều thuốc thì nó mới phai màu đen đi được. Hey, nhưng mà đau quá mấy bạn ơi, rát lắm luôn á. Kairon bảo với mình rằng là Phong ơi, ông yên tâm đi, ông đi nhuộm tóc á thì cũng giống như là bị kiến cắn thôi, nó chỉ hơi đau thôi, không sao đâu. Nhưng mà sao mình cảm giác giống như kiến này là kiến châu Phi á bạn, mấy con kiến khổng lồ á. Trời ơi trời, nó cắn muốn banh cái đầu mình luôn rồi, trời ơi là trời, đau quá à. Thôi nhưng mà phải ráng chịu thôi chứ biết sao. Hey, bây giờ chính là cái thời điểm mà phải nói là sướng nhất nè bạn ơi. Đó chính là thời điểm mà chúng ta được gội đầu. Đó, mấy bạn thấy không? Tóc của mình bây giờ nó chuyển thành màu vàng rồi nè. Đó, được gội đầu cho nên bây giờ mình đã hết gọi là rát, hết nhức, hết đau rồi. Nhưng mà nói chung là tóc của mình đã chuyển màu rồi, vậy là có thể nhuộm được rồi đó. Ten. Đây mấy bạn ơi, tóc của mình bây giờ đã chuyển thành màu xanh lá cây luôn rồi. Yeah. Ơi, mình giỡn với các bạn đó. Thật ra là cái này là chỉ mới gọi là tẩy tóc thôi chứ mình chưa có nhuộm đâu nha. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu nhuộm nè. Thì nhuộm thì nó sẽ chuyển nó thành màu xanh dương rất là đẹp luôn. Đấy. Nhưng mà hiện tại tóc của mình bây giờ nó đang có màu xanh lá cây, nhìn mình giống Joker quá bạn ơi. Đó, giống Joker Ấn Độ quá. One eternity later. Ok bạn ơi, thì đây chính là mái tóc của mình sau khi mà mình nhuộm tóc xong rồi nè. Đó, bạn thấy mái tóc của mình như thế nào? Nhìn có đẹp không nào? Thì thật sự là mình rất là ưng với mái tóc này luôn bạn ơi. Bởi vì cái mái tóc này nhìn cái màu của nó rất là đẹp luôn. Và cũng đúng như là cái màu mình thích luôn bạn ơi. Đấy, thấy không? Màu xanh. Đấy, ok. Thì mấy bạn thấy như thế nào? Mấy bạn chấm mấy điểm cho cái mái tóc này của mình thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Riêng mình thì mình chấm 10 điểm rồi đó. Bởi vì cái màu này là màu của mình thích. Còn mấy bạn thì như thế nào? Nhớ bình luận lại cho mình biết nha các bạn nha. Đó, nói chung là sau khi nhuộm tóc xong á, thì mình nhìn mình ở trong video cứ nhìn cứ thấy là lạ thế nào ấy nha. Không phải là Phong Cận ngày xưa. À thế à? Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gọi là cho Sammy thấy cái tóc mới của mình để coi Sam sẽ gọi là phản ứng như thế nào nha. Ok. Tin. Hello Sammy. What the hell? Hello, bạn có nhận ra mình là ai không? Không. Mình là đúng không? Bạn là người là đúng không? Cái gì vậy? Cái gì quýnh tôi hoài vậy? Tôi nè, tôi là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đây. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Nhìn lão hả? Lão hả? Tóc mới đẹp không? Ê, tóc xanh kính nè, đội y chang giống Mini World luôn á. Đúng rồi, tóc màu xanh giống y hệt nhân vật Mini World luôn. Đây cho bà coi này. Sam ơi, bà thấy tóc của tôi đẹp không? Ủa sao rồi? À quên. Sam ơi. Trời đất ơi, tôi mít 6 mà ông cầm cái cam cao thấy cái gì? Ok. Sam thấy tóc mới của tôi đẹp không? Đẹp, xanh lét. Trời ơi. Xanh lét luôn đúng không? Đúng kiểu nhân vật Mini World. Y chang luôn mọi người. Này cái tóc màu xanh cái kính màu đen này tờ đó rồi. Đấy, mày thấy không? Mình đã nhuộm tóc y hệt cho nhân vật trong game Mini World luôn. Đó, Sammy cũng công nhận nè thấy không? Đó, nhưng mà thấy tóc này đẹp trai không? Đẹp. Đẹp trai đúng không? Bao chiền. Tóc này nhộm hết 10 triệu. Chì ra mày chọn cái chết. À, ôi. Giỡn, tóc này nhộm có 1 triệu thôi. 1 triệu. Thiệt. Mà đẹp không? Đẹp. Cam ơi, Cam thấy tóc của ba đẹp không? Tôi là ai? Tóc ba đẹp không? Đẹp ha. Có chưa? Đó, bạn thấy không? Cam cũng thấy tóc mình đẹp nè. Tóc ba đẹp không? Mặt nó ngáo quá. Hơi mệt quá. Đẹp đúng không? Đẹp. Ok rồi. Mệt quá, Cam ngáo quá bạn ơi, Cam không biết khen mình. Ok, thì thật ra là đây là một cái lời hứa mình đã hứa với các bạn rất là lâu rồi. Đó chính là nếu như mình đạt được 1 triệu subscribe thì mình sẽ làm gọi là cosplay, hoặc là làm cho cái bên ngoài của mình nhìn giống như nhân vật Mini World. Đấy, thì các bạn thấy mái tóc của mình hiện tại đúng màu của mái tóc Mini World chưa? Đó, màu xanh luôn nha. Nhưng mà nói chung á, là nhân vật Mini World, nếu các bạn để ý á, thì mái tóc của nhân vật Mini World là nó sẽ sững lên trên, giống như là Son Goku vậy đó. Nhưng mà mình thì mình không thể nào mà mình vuốt lên được. Mình chỉ có thể để xõa xuống như thế này được thôi. Nhưng mà nói chung là cũng giống màu của nhân vật Mini World mà đúng không? Ok. Và mấy bạn thấy video này hay không nào? Và thấy thích mái tóc của mình không nào? Đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe, đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha bạn nha. Nhớ là đăng ký đó nha. Ok. Và nếu như mà gọi là Kairon hay là anh Dịch mà có ý định nhuộm tóc á, thì mình sẽ nghĩ rằng là mình sẽ nói Kairon nhuộm màu đỏ nè, Dịch nhuộm màu vàng. Lúc đó bước ra đường nhìn giống như là một gọi là băng nhóm, gọi là cầu vồng vậy các bạn. Tóc màu xanh, màu đỏ, màu vàng nhìn ghê ấy mồ. Cho nên là nhuộm tóc á thì mặc dù là cũng đẹp thật ấy, nhưng mà nhuộm hạn chế thôi nha các bạn nha. Đừng nhuộm nhiều quá, không thôi là sẽ bị hư tóc đó. Ok, và cảm ơn anh em rất nhiều đã xem video này. Nếu như thấy thích video này và thấy thích mái tóc của mình, đừng quên like, share và subscribe giống như hồi nãy mình nói nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Nhớ like video để ủng hộ cho mình nha.